Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714373800 phần quảng cáo bảo trợ các chương trình phát hành của Leader Sài Gòn TV Live đang gửi đến quý vị trên băng tần 56.7 hệ thống Galaxy 19. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang gửi đến quý vị vụ tấn công và ngày hôm nay chính quyền bị gọi đây là vụ tấn công khủng bố bởi vì những tù nhân và kể cả cai tù nói tên mà hung thủ này hôm nay cho đến giờ phút này cảnh sát chưa tiết lộ tên mà chỉ nói rằng hắn là một người đàn ông 36 tuổi vào tù ra khám rất là nhiều lần về các tội ăn trộm, ăn cắp vân vân. Và trong lúc ở trong tù liên tục như thế, hắn có thể đã cải đạo sang đạo hồi. Đó là tin đồn đoán và đó là cũng là lý do mà chính quyền cho biết họ đang điều tra để xem điều này có đúng hay không, bởi vì họ sẽ vào trong tù xem lại hồ sơ và cũng như phỏng vấn một số các tù nhân từng quen biết cái tên này chưa có tiết lộ tên chỉ nói là 36 tuổi thôi, nhưng phần chắc là đã cải đạo sang đạo hồi và vì thế, vừa ra khỏi tù mới được trả tự do ngày hôm qua, ngày hôm nay hắn đã tấn công giết chết hai nữ cảnh sát. Bằng cây súng của một nữ cảnh sát, sau đó hắn chạy trên đường và trong lúc chạy trên đường thấy một người đàn ông ngồi trong xe nổ súng bắn chết một người đàn ông ở trong xe, chạy tới một trường học, vào trong trường bắt một nữ giáo viên làm con tin, sau đó chấn thủ trong trường này. Lực lượng cảnh sát vệ binh quốc gia của Bỉ đã kéo đến và đã xảy ra một vụ chạm súng giữa hai bên. Và trong cái vụ chạm súng này, một số các cảnh sát đã bị thương. Nhưng cuối cùng, không ai thiệt mạng hết. Tội nghiệp nhất là những đứa bé, để là thầy cô giáo là tìm cách di tản những đứa bé này và bao vây loa phóng thanh bắt lên để yêu cầu hắn đầu hàng nhưng mà cuối cùng hắn không đầu hàng và đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ súng. Tên hung thủ giết người đã bị giết chết ngày hôm nay. Thưa quý vị, kết thúc một vụ mà chính quyền Mỹ gọi là vụ khủng bố. Trước đây, đa số các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ là xảy ra tại thành phố Brussels. Giờ đây là bước sang đến thành phố miền nam của Liège. Hai cuộc gặp gỡ đang diễn ra ngày hôm nay rất quan trọng trong tiến trình đàm phán và liệu rằng ngày 12 tháng 6 có thành hiện thực hay không. Cho đến giờ phút này chỉ là 50 50% mà thôi, không ai chắc chắn được 100% hội nghị sẽ diễn ra, thưa quý vị. Bởi vì trong lúc này chỉ là vấn đề thương thảo để liệu xem Bắc Hàn có đồng ý với những gì mà phía Hoa Kỳ muốn hay không. Đây là hình ảnh của một vị tướng lãnh cao cấp cũng là phó chủ tịch của nhà nước Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Cho. Ông này trong thời gian qua đã từng đi với em gái Kim Jong Un đến Nam Hàn tham dự Thế vận hội mùa đông và là một nhân vật quyền lực số 2 của Bắc Hàn chỉ sau Kim Jong Un quyền lực lắm cũng là một tướng lãnh cao cấp Ông này hôm nay cùng phái đoàn đến New York và đây là cũng là một cái bản tin vô cùng quan trọng bởi vì ông nằm trong sổ bìa đen của Hoa Kỳ là một trong những kẻ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới này và nằm nằm trong lực lượng của Bắc Hàn. Ông này lại lại dẫn đầu một phái đoàn đến New York Tổng thống Donald Trump sáng nay đã tweet và cho biết điều này. Ông còn thậm chí gửi lời cảm ơn đến Bắc Hàn nữa bởi vì đã đáp ứng lời kêu gọi của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua, nhất là kể từ khi Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc gặp. Ngay lập tức chúng ta thấy Kim Jong-un đã nhanh chóng gọi điện thoại khẩn cấp để muốn gặp ông Moon Jae-in hôm cuối tuần. Và sau Moon Jae-in, ông gửi hai phái đoàn đi, Thứ nhất, phái đoàn này đến New York và hiện nay trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, phái đoàn của Kim jong Cho Phó Chủ tịch Bắc Hàn đang thảo luận với các giới chức Mỹ. Đây là cuộc gặp rất là quan trọng. Cuộc gặp thứ nhì là phái đoàn của ông Tránh Văn Phòng. Đây là ông Kim jong Cho Tránh Văn Phòng của Kim Jong-un. Đây là ông Kim Jong-sun. Yeah. Uh, Kim Jong-sun ông này là chánh văn phòng của kim jong un ông này đang đưa một phái đoàn đến singapore để thảo luận về vấn đề an ninh cho nên quý khán thính giả thấy đang có hai cuộc gặp một là để bảo vệ ông kim jong un khi ông rời khỏi bình nhưỡng để đến singapore tất cả vấn đề an ninh được lập ra đó là chuyện nhỏ nhưng mà cái cuộc gặp lớn hơn quan trọng ngay hôm nay và đây sẽ là cái cuộc gặp mà theo chúng tôi nghĩ quyết định là liệu ngày 12 tháng 6 có thành hay không. Tại vì sao? Ông này đại diện cho Kim Jong Un và ông cũng là người nắm rất nhiều các bí mật chi tiết về chương trình nguyên tử và cũng như các chính sách đối ngoại của Bắc Hàn. Và đó là lý do ông phải có mặt trong cuộc gặp với phái đoàn cao cấp của hoa kỳ trong thời gian qua một trong những điều gây ảnh hưởng và khiến cho tổng thống trump hủy bỏ đó là ông thấy rằng bắc hàn dường như thay đổi cam kết bởi vì trước đó bắc hàn đã từng nói với moon jae in là sẵn lòng không cần chương trình nguyên tử nữa chúng tôi cam kết hủy bỏ chương trình này và điều đó đã được ghi rõ trong cáo lời tuyên cáo bàn môn điếm mà phía hai bên đã ký với nhau trong cái cuộc gặp thượng đỉnh mà cả thế giới theo dõi và sau đó chuyện gì đã xảy ra có thể từ nhân vật này Kim Jong Un cùng với Kim Jong Jong Nam à, tuyên bố là chúng ta nhượng bộ quá nhiều và trước cái cuộc tập trận đó chúng ta đã nhượng bộ nhiều và vì thế không để cho Hoa Kỳ lấn lướt. Chính vì vậy mà chú vị thấy là Bắc Hàn thứ nhất là chỉ trích, thứ hai là chỉ trích luôn ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump khi nói rằng cái ông này với lời lẽ hiếu chiến diều hâu muốn Bắc Hàn đi theo cái mô hình của Libya. Thì đó chính là điểm mấu chốt để, để để chúng ta định xem cái ngày 12 tháng 6 có thành hiện thực hay không bởi vì ông này ông đến New York mà ông đòi hỏi và ông nói rằng nếu mà những gì mà chúng tôi đưa ra quý vị còn nhớ năm điểm mà chúng tôi đã từng đề cập trong lời tuyên bố của phía Bắc Hàn họ nói đó đầu tiên là chúng tôi phải được bảo đảm an toàn cho Kim Jong Un thứ hai đó là cái chương trình nguyên tử của chúng tôi đó sẽ đi theo từng bước để mà đáp ứng với hoa kỳ và không có nghĩa là bắc hàn sẽ từ bỏ một cách đơn phương chương trình nguyên tử cái chữ này ở cái chữ đơn phương thưa quý vị thì hai cái điểm đó là điểm mấu chốt và đổi lại nữa là sự phát triển hỗ trợ về kinh tế bắc hàn chắc chắn là đòi hỏi những cái điều này và Bắc Hàn ngày hôm nay đưa cái ông này đến đó để đòi hỏi rằng muốn Hoa Kỳ phải đáp ứng theo những cái điều kiện đó. Và nếu không thì chắc các loại ác, các cuộc gặp này sẽ không thành hiện thực. Đó, cho nên mới có cái phái đoàn này đến New York. Thế nhưng John Bolton theo chỗ chúng tôi nghĩ khó lòng mà phía Hoa Kỳ thay đổi cái quan điểm đã từng đưa ra trước đây. Không có lý do gì ngồi xuống đàm phán mà Bắc Hàn không từ bỏ chương trình nguyên tử ấy, cho nên vấn đề này cũng là một cái mấu chốt liệu rằng hai bên có tương nhượng với nhau hay không. Thì cái sự tương nhượng nó sẽ như thế nào? Hoa Kỳ sẽ cho biết chúng tôi thì cần anh nói là hủy bỏ chương trình hoàn toàn, không quay ngược trở lại irreversible. Đó là điều kiện của John Bolton và đó cũng là mô hình Libya trước đây. Chứ không có lý do gì mà cho các anh tiền của để rồi các anh vẫn nắm được cái kỹ thuật về phát triển nguyên tử rồi sau này khi các anh đầy đủ tiền bắt đầu các anh lại âm thầm bí mật phát triển nguyên tử và điều đó theo tòa biệt ốc và quan điểm của Do Thái và Tổng thống Trump hiện nay đối với vấn đề Iran à, họ nói rằng khi mà chế độ của ông Obama tháo bỏ cấm vận cho Iran 2015 Khiến cho Iran có tiền của và âm thầm phát triển chương trình nguyên tử trả lại và đe dọa do Thái, vì thế họ rút ra khỏi hiệp ước này. Thì bây giờ học được cái bài học đó, ông Trump cương quyết hơn và nói rằng Bắc Hàn chúng ta phải có giấy tờ đàng hoàng và không những Bắc Hàn với Hoa Kỳ mà còn có thể Moon Jae-in Nam Hàn hiện diện nữa chưa hết khi mà đến New York như vậy đó thì cái vấn đề của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ cần có sự hiện diện trong đó có Nga, Trung Quốc và Nhật Bản nữa anh Nhật anh muốn có cái sự hiện diện để đòi hỏi Bắc Hàn phải trả tự do cho những tù nhân Nhật Bản đã bị bắt cóc từ nhiều thập niên trước đến bây giờ vẫn còn bị giam giữ trong những cái trại lao cải của Bắc Hàn. Tất cả những cái điểm này sẽ được đưa ra thảo luận. Quan trọng nhất là liệu rằng bắc hàn có đồng ý với phía hoa kỳ để hủy bỏ chương trình luôn hay không hay là các anh vẫn còn níu kéo nói rằng chúng tôi sẽ ngừng từ từ <laughs> thì hoa kỳ nói ok từ từ nhưng mà phải có cái cam kết từ từ này cũng có nghĩa là dẹp luôn và không trở lại được nữa thì tất cả những cái việc mà thảo luận đó chúng ta sẽ được nghe thấy và khi mà phái đoàn này về đó ông sẽ trình lại với kim jong un để và rồi xem cái chuyện mà gặp gỡ ở phái đoàn ở new york có thành hiện thực hay không chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày